Rồi hôm nay em sẽ hướng dẫn cho chúng ta là sử dụng cái máy pha cà phê EB2482WH nha. Thì trước tiên á, chúng ta là sẽ là hứng đầy cái bình nước này giùm em. Hứng đầy xong rồi chúng ta lắp lại thôi. Rồi, để mấy cái ly đây cho đựng nước. Rồi, khi chúng ta mở máy lên thì chúng ta nhấn cái nút áp suất này. Và thêm cái ly cà phê và để nấu nước. Thì nước đến mức độ này thì nó sẽ nấu được cà phê. Còn xuống tới đây thì sẽ là đánh cappuccino. Rồi, thì khi mà chúng ta mà muốn tăng cái áp suất này lên á thì chúng ta mở nút này và chúng ta nhấn cái nút này thì cái áp suất nó sẽ lên dần nè. Áp suất nó sẽ lên. Thì khi mà chúng ta nhét cà phê, bỏ cà phê vào đây á thì chúng ta sẽ lấy cái đầu này nè, nhấn xuống. Nhấn cho chặt vào nha. Thì càng chặt thì nước nó sẽ thì cà phê nước nó ra sẽ càng ngon hơn. Rồi, thì ở đây nè, chúng ta sẽ bắt cái này vào, có một khóa nè, gắn vào, xoay cứng lại luôn, xoay cho cứng lại, ép cà phê lại cho chặt. Ép cà phê lại cho chặt, nó vào đây đây, là sẽ khóa lại. Rồi, khi chúng ta muốn ra cà phê thì chúng ta chỉ nhấn cái nút này. Đó, đợi máy hoạt động thì cà phê sẽ ra. Khi mà đến cái mức mà cà phê chúng ta muốn á, thì chúng ta sẽ tự tắt nha. Chúng ta sẽ bấm tắt chứ máy không có chức năng tự gắt, chúng ta phải bấm tắt đó. Thì giờ nước nó sẽ ấy, để tránh cho trường hợp là ra quá nhiều chúng ta tự canh. Rồi sau khi mà chúng ta muốn lấy nước nóng á, thì chúng ta chỉ cần dặn ở đây nè, bật máy lên dặn ở đây rồi nhấn nút này. Rồi khi mà chúng ta muốn đánh cabu á thì chúng ta phải đợi cái đèn này màu xanh, nước áp suất nó sẽ qua chuyển thằng này đèn này màu xanh thì sẽ đánh cabu được. Chúng ta đợi nó bơm áp suất lên. Rồi đây là khi đèn đã chuyển màu xanh nè, thì áp suất của chúng ta cũng đang tăng lên nè. Đấy, thì chúng ta sẽ dặn này. Yeah, that's something.